Theo các đơn vị thi công, do vướng mắc giải phóng mặt bằng và khan hiếm nguồn vật liệu đang ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ chung của dự án và cần sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của các bộ, ngành, địa phương liên quan để đảm bảo tiến độ đặt ra. Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu gồm 5 gói thầu xây lắp, đến nay đã triển khai đồng loạt 4 gói thầu, riêng gói XL03B, phần thân, trụ tháp và dây văng sẽ triển khai khởi công vào tháng 10 năm 2021. Gói thầu XL01 thi công đường dẫn phía tỉnh Tiền Giang được triển khai từ tháng 3 năm 2020, dự kiến hoàn thành tháng 3 năm 2022. Đây là gói thầu thi công trước nên sản lượng đến nay đạt 42%. Gói thầu XL02, XL04 thi công đường dẫn phía tỉnh Vĩnh Long, mặc dù triển khai sau nhưng tiến độ đến nay được đánh giá tốt nhất khi vượt so với kế hoạch, sản lượng đạt 25%. Gói thầu XL03A mới triển khai từ tháng 9 năm 2020, đang tiến hành thi công hạng mục khoan cọc nhồi trụ T15, T16 ở hai bờ Tiền Giang, Vĩnh Long. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Dự án Giao thông 7 và các nhà thầu thi công, các gói thầu đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ đặt ra do ảnh hưởng bởi việc vướng mặt bằng và khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng. Mặc dù tiến độ toàn dự án vẫn được kiểm soát chặt, công tác giải phóng mặt bằng đã chi trả bồi thường, bàn giao 98%, nhưng vẫn còn 12 hộ chưa nhận tiền đền bù, trong đó có 11 hộ nằm trong phạm vi xử lý nền đất yếu của các gói thầu XL01, XL02 và công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư phía tỉnh Tiền Giang chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu đang khan hiếm và đội giá tại các địa phương, một phần cũng gây khó khăn cho các đơn vị và ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Đây là tình trạng chung của hầu hết các dự án cao tốc Bắc Nam, do đó rất cần đến sự vào cuộc của các bộ ngành để dự án được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang được Quốc hội, Chính phủ giám sát chặt chẽ công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long sớm hỗ trợ giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, siết chặt quản lý giá vật liệu để các nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công cũng như sớm hoàn thành khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Hy vọng những vướng mắc của dự án hiện nay sẽ sớm được tháo gỡ để dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng này cán đích đúng hẹn vào năm 2023, sẽ kết nối xuyên suốt với hai cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ để hoàn thiện tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, đáp ứng nguyện vọng của người dân.